Một set pocket màu nước 12 màu với giá chỉ 60.000 thì sẽ có chất lượng như thế nào nhỉ? Cùng Tanuki test thử xem nhé. Giới thiệu qua cho các bạn thì đây là màu nước Aggression đến từ hãng Royal Challenge của Hà Lan và thuộc phân khúc học sinh sinh viên. Với màu nước thì điều quan trọng nhất chúng ta cần quan tâm đấy là độ trong của màu và độ bền sáng của màu. Về độ bền sáng thì rất khó để review chỉ trong một video ngắn, nhưng mà ở đây thì Tanuki sẽ cho các bạn biết xem là độ trong của set màu này như thế nào nhé. Cách để kiểm tra xem màu có trong hay không cũng rất là đơn giản. Mọi người chỉ việc dùng bút mực đen hoặc là bút liner có mực chống nước để kẻ những cái đường thẳng như thế này. Sau đó bạn vẽ trực tiếp màu nước lên để xem là độ che phủ của màu có che bớt đi cái vạch đen kia không. Vạch đen mà hiển thị càng rõ chứng tỏ là màu tô lên càng trong. Vạch đen mà bị che phủ bớt đi thì chứng tỏ là màu tô lên càng đục. Ở đây mình quay cận cảnh bảng swatch sau khi khô để mọi người có cái nhìn chân thực nhất về set màu này. Theo các bạn thì 60k có phải là cái giá hợp lý cho set màu này không? Cho Tanuki biết ý kiến của bạn nha.